lần này nhà ngươi đi phải thật cẩn thận, hành sự phải vạn phần cơ mật. Sắc lệnh này không phải là vạn bất đắc dĩ thì không được tùy tiện lấy ra khoe mẽ, giờ ngươi hãy về chuẩn bị lên đường ngay đi cho nóng. Thấy vì tiểu bảo trọng tình trọng nghĩa không hề từ nan, y lại xem nhẹ công danh lợi lộc làm khang hy hết sức xúc động, trong giây phút không nỡ chia tay. Bịn dịn đã đợi vi tiểu báo cáo biệt khang hy tức tốc bước ra khỏi tầm cung, lúc này trời cũng đã sang rõ, sực nhớ tới xong muội còn ở xa xứ thì lập tức nhanh chân trở về nhà ngay. Vì tiểu bảo vừa đẩy cửa bước vào thì Phương Di đã vui mừng lên tiếng ngay. "Huynh cuối cùng đã lết xác về, thật là tốt quá. Bọn muội thật lo quá, chỉ sợ huynh lại gặp chuyện nguy hiểm." "Đừng sợ, đừng sợ, mọi việc ta đã xử lý tốt đẹp hết rồi giờ chúng ta mau chóng xuất cung thôi. Nhưng ban ngày ai cũng sẽ thấy hai muội quá đẹp chắc phải bôi bết hóa trang cho tệ đi mới có thể che được tại mắt của mọi người." Phương Di và tiểu quận chúa nghe vậy thì vui mừng dữ lắm chả biết họ vui là vì sắp thoát khỏi hoàng cung hay vì câu nói đãi bôi của vi tiểu bảo đây nữa trong lúc hai tỷ muội mộc vương phủ bôi cho chát chấu thì vi tiểu bảo liền đi thu dọn đồ đạc hắn ta gom mấy bộ tứ thập nhị chương kinh cùng ngân phiếu ra thì sực nhớ có việc quan trọng chưa làm phương cô nương có phải là cây châm này không vừa nói vi tiểu bảo vừa lấy cây châm mà phương di để thất lạc ra giữ giữ thấy vật trượt phương di trong lòng có cảm giác khó tả đồng thời nói lời cảm kích với tiểu bảo huynh mạo hiểm như vậy thì ra là giúp tôi lấy lại cây châm này, chỉ là tốn chút xíu công sức, thực ra cũng không có nguy hiểm gì. Đây gọi là hảo tâm có hảo báo, nếu không vì đi lấy cây châm này thì tha cũng không được hoàng mã quái đâu. Mọi việc thuận lợi cũng là vì vi tiểu bảo muốn lấy lòng gái sinh mạo hiểm trở về phòng, từ đó mới lê thê ra chuyện tặng móng heo rồi nhoe ra đủ thứ chuyện, cuối cùng lại hóa nguy thành vui gọi là hảo báo. Tất cả đã chuẩn bị chu toàn, vì tiểu bảo bèn dẫn xong muội xuất cung theo hướng thần võ môn, lúc này trời còn lem nhem tối thị vệ canh cổng nhìn thấy quý công công thì không tra hỏi gì vì tiểu bảo cười nói la trá cùng đám thị vệ mấy câu rồi cáo từ đi ra không một chút nguy hiểm cuối cùng ba người cũng đã ra khỏi từ cấm thành thuận lợi bình an phương di đi được một khúc thì quay đầu nhìn lại cô ta trong lòng cảm xúc chợt dâng lên lẫn lộn cứ như được đầu thai hoàn cốt lần nữa vì tiểu bảo dẫn sau muội đi đến thanh mục đường mật đà trước tiên hừ tới đây rồi thì xem như cũng đã khá an toàn người mộc vương phủ các cô đều đã ra khỏi thành hết rồi ta đi bàn bạc với bằng hữu một chút xem nên đưa các cô đi đâu vì tiểu bảo giờ đã là phó tổng quản lại được hoàng thượng hứa ban hoàng mã quái hắn tự thấy mình cũng đã lớn hơn nữa sư phụ lại đang làng vàng ở đây tự nhiên bất hẳn tính cợt nhà hắn ta nói năng thái độ giờ đây đứng đắn người lớn ra hẳn ở hà bắc thạch gia trang chúng tôi có bằng hữu tên là khoái mã tổng tam nếu huynh không chê thì có thể theo bọn chúng tôi đi lánh nạn được đấy đã là người chung thuyền cùng lên đường thì vui biết mấy Phương Di Giờ đã rất tin tưởng vi tiểu bảo nên không chút giấu giếm phun ra chỗ tới đồng đảng ngay. Tiểu quận chúa thì càng vui hơn vì nếu vi tiểu bảo đi cùng thì chuyện vui chưa dứt. Ta có nhận lời của một người bạn phải đi làm một việc quan trọng, tạm thời không thể đèo bồng hai cô nương đến Thạch Gia Trang. Các cô hiện đang bị thương không thể sơ suất đề phòng, ta sẽ nhờ người bạn nào đó đáng tin cậy hộ tống các cô đi trước, đợi khi xong việc sẽ đến Thạch Gia Trang tìm các cô sau, như vậy được chứ. Có mỹ nữ độc hành dĩ nhiên cuộc sống thăng hoa vui vẻ hiềm một nỗi tiểu bảo đang phụng mệnh hoàng thượng đi tìm ông già nên đành nói lời từ chối cả ba đang lên thuyên kẻ đưa người đầy thì quan an cơ cũng đã đi vào quan đại ca hai vị này là ai là muội tử của mộc tiểu công gia và sư tỷ của cô ấy là những người ta vừa cứu từ trong cung gia phiền huynh mau bẩm báo với sư phụ cứu người từ trong hoàng cung gia mà cứ như đi chợ quan an cơ nghe vi hương chủ nói vậy lại được thêm một phen mắt tròn mắt dẹt nhưng sự thể ở thanh mục đường cũng chỉ qua một đêm cũng đã đổi khác vì hương chủ đến trễ một bước rồi tổng đà chủ tối qua nhận được mật báo từ đài loan đã vội ba chân bốn chi rời khỏi kinh thành rồi sư phụ thật là doanh nhân thành đạt đi lại như gió rốt cuộc thì ở đài loan có chuyện chi mà gấp dữ vậy thấy vì tiểu bảo thắc mắc quan an cơ liền phun ra hết cớ sự của việc trần cận nam vội vã rời đi nghe nói trịnh thị mẫu bất hòa giết đại thần nên thành ra nội loạn tổng đà chủ uy long vọng trọng khi ra đó chắc có thể ổn định được đại cục hóa giải phân tranh vì hương chủ không cần quá lo lắng bọn huynh đệ và lý đại ca đều theo hộ tống tổng đà chủ cả rồi giờ chỉ còn đồ tam và thuộc hạ ở lại giữ nhà nghe sai bảo của vi hương chủ nghe chuyện quan an cơ kể xong vi tiểu bảo thấy cuộc sống của các nhà giàu thật phức tạp chả giống nhà mình trong lòng cảm thấy kỳ cục lại là mẫu tử bất hòa sao các bà mẹ trong thiên hạ đều bất hòa với con của mình vậy nhỉ lại còn quyết một mất một còn mới ghê từ tam ca thương thế chưa có lành trọng trách sứ giả hộ hoa xem ra đành phó thác tất thảy cho quan đại ca vậy Nghe vi tiểu bảo dùng hai chữ hộ hoa khiến quan an cơ nhất thời khó hiểu. Thế là vi tiểu bảo liền chính thức giới thiệu ông ta với song muội Sau đó hắn còn tự nói ta thân phận bí mật trong thanh mộc đường của thiên địa hội và danh tính thực của mình. Song muội vừa nghe vừa trợn mắt ngoác miệng ra đầy kinh ngạc giống như đang nghe một câu chuyện hoang đường. Chuyến đi này vạn dặm xa xôi, sợ cô gái đẹp sẽ gây nên sự chú ý. Do đó quan an cơ liền tìm ba bộ đồ nam nhân để vi tiểu bảo và song muội thay đổi y phục chuẩn bị lên đường vì sợ kinh thư và mật chiếu bị thất lạc trên đường nên khi thay đổi trang phục vi tiểu bảo đều quăng hết vào trong dương trong lòng hắn nghĩ có tiền thì không việc gì không thông nên dắt 10 vạn lượng vào người thủ thân thu xếp tất cả xong xuôi cả bọn chính thức lên đường rời khỏi bắc kinh đi được gần một ngày cả đám dừng lại dọc đường chia ly bái biệt tổng quân vạn lý cuối cùng cũng phải đến lúc ly biệt trời đã về chiều vi hương chủ hãy về đi trễ thêm chút nữa sợ rằng cổng thành đã đóng ta biết rồi Quan An Cơ thấy cảnh trai gái bịn dịn thì ngứ hết cả mắt liền lên tiếng đổi khéo vi tiểu bảo. Tiểu bảo đương nhiên không thể vui vì chuyện phải xa gái nên đáp lại khá câu. Quế, à nhầm vi đại ca, huynh mau mau chóng chóng hoàn thành việc riêng rồi tới thạnh gia trang gặp nhau nha chúng tôi mong huynh lắm đó. Yên tâm đi, ta sao nỡ xa đại tiểu hiền thê tu hóa bế nguyệt, xong việc cái sột nhất định sẽ bay ngay tới cùng các cô phu thê đoàn viên. Tiểu quận chúa mấy ngày ở cùng đã quen hơi dai nên khi phải chia tay thì buồn bã dữ lắm vì tiểu bảo biết vậy nên lên tiếng vỗ về còn phương di vẫn ương ngạnh cự lại hừ mặc không quá nửa ngày lại nói bậy bạ nữa rồi nếu huynh thật là bạn tốt của chúng tôi chúng tôi sẽ ngày ngày mong huynh tới nếu trong lòng có ý khinh bạc vậy thì khỏi phải tới chi cho tốn nước được rồi cô không thích nói đùa thì sau này ta sẽ không nói nữa là được rồi mà dù là nói đùa cũng phải có mức độ huynh giận rồi sao chả hiểu kiểu gì phương di khi thấy vi tiểu bảo có vẻ hơn dỗi lại vội buông lời vớt đuôi hắn việc này có chốt không bình thường so với bình thường vì tiểu bảo lần đầu nghe được lời ngọt như mía lùi từ phương di thì không khỏi sướng đến đơ người khà khà không có không có đâu chỉ cần cô không giận nữa là ta đã đủ vui cả ngày rồi đối với huynh thì chẳng có ai mà giận nổi đâu đồ quỷ sứ phải ly biệt mộc kiếm bình thật không thể nữa cũng như vậy phương di tuy bề ngoài có vẻ thản nhiên song điều đó lại càng làm cho cô ta khó chịu trong lòng cô ta có chút hồ thẹn vì rốt cuộc thề thốt cho cố vào thì người không giữ lời hứa cuối cùng lại chính là cô ta. Cũng là tâm trạng nhộn nhạo khó chịu vì phải chia xa, mắt nhìn chiếc xe ngựa dần khuất trong lòng vi tiểu bào cảm xúc lẫn lộn đọng mãi dư vị kỳ lạ, vừa khó chịu vừa buồn rầu vừa mọt ngào lại vừa chua chát không cách gì làm vơi dịu được ngay. Nỗi khổ sầu ly biệt rất nhanh chóng bị một cảm giác mãnh liệt hơn nhiều bao trùm, đó là nỗi cô đơn và sự bàng hoàng nói cho cùng lần này đi ngũ đài sơn đường xa vạn dặm chỉ là một đứa trẻ một thân một mình lên đường sao vi tiểu bào lại không sợ cơ chứ đi mãi thì trời cũng đã tối vì tiểu bào lúc này tới được một thị trấn nhỏ cách kinh thành ngoài 20 dặm về phía tây nam loanh quanh một hồi hắn tìm một quán trọ để ngủ nghỉ sau một ngày đường vi tiểu Bảo lúc này đang rửa giấy vệ sinh cá nhân thư giãn bên trong quán trọ buồn ngủ quá khốn kiếp sao bỗng nhiên lại buồn ngủ muốn chết vậy nè to be continued